Khi hữu cửa sau xe tải bất ngờ bật mở, đập trúng ba người đi xe máy. Khi đang di chuyển trên đường, ba người đèo nhau trên một chiếc xe máy bất ngờ bị cửa sau của chiếc xe tải đập trúng. Cú đập mạnh khiến cả ba ngã xuống đường, nằm dưới gầm chiếc xe tải khác đang dừng đổ bên đường. Phát hiện ra sự việc, những người dân có mặt ngay gần đó đã chạy lại giúp đỡ các nạn nhân. Được biết, cả ba may mắn chỉ bị thương nhẹ và không ảnh hưởng tới tính mạng. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại vụ va chạm đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Người xem đều cho rằng tài xế đã quá bất cẩn, không kiểm tra xe trước khi di chuyển nên mới xảy ra tai nạn. Khi đang di